Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, cơ hội và thách thức trong việc gửi sinh viên đi du học. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một xu hướng hấp dẫn trong giáo dục Đông Nam Á. Việt Nam, Indonesia và Malaysia đang dẫn đầu trong việc gửi sinh viên đi du học. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao nhé. Việt Nam hiện đang dẫn đầu Đông Nam Á về việc gửi sinh viên đi du học, theo sau là Indonesia và Malaysia. Điều này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về giáo dục quốc tế của cộng đồng. Việc học tập ở nước ngoài mang lại cho sinh viên cơ hội tiếp xúc với một môi trường học tập mới, mở rộng kiến thức và kỹ năng, cũng như tạo điều kiện cho họ phát triển tư duy toàn cầu. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra nhiều thách thức, từ việc tìm hiểu văn hóa mới đến việc đối mặt với rào cản ngôn ngữ. Dưới đây là một số thách thức mà sinh viên có thể gặp phải hiểu biết văn hóa khi sinh viên đến một quốc gia mới để học tập họ phải làm quen với một nền văn hóa hoàn toàn khác điều này có thể bao gồm việc hiểu các quy tắc xã hội lễ hội thói quen ăn uống và thậm chí cả cách giao tiếp đôi khi việc này có thể gây ra cảm giác bị lạc lõng hoặc hiểu lầm rào cản ngôn ngữ ngay cả khi sinh viên đã học tiếng của quốc gia mà họ đang du học việc sử dụng ngôn ngữ đó trong cuộc sống hàng ngày và trong môi trường học thuật có thể là một thách thức họ có thể gặp khó khăn trong việc hiểu giảng dạy tham gia vào cuộc thảo luận hoặc viết bài luận cảm giác cô đơn và nhớ nhà đối mặt với một môi trường mới mà không có sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè có thể khiến sinh viên cảm thấy cô đơn việc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và học tập của họ chi phí học tập và sinh hoạt du học có thể đắt đỏ bao gồm học phí chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại đôi khi sinh viên có thể gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính của mình Thích nghi với hệ thống giáo dục, mỗi quốc gia có một hệ thống giáo dục khác nhau. Sinh viên có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với phong cách giảng dạy, yêu cầu học tập và hệ thống đánh giá. Tuy nhiên, mặc dù có những thách thức, việc du học cũng mang lại nhiều cơ hội để học hỏi, phát triển cá nhân và mở rộng tầm nhìn. Với sự hỗ trợ và tư duy tích cực, sinh viên có thể vượt qua những thách thức này và tận dụng tối đa cơ hội du học. Đây là câu chuyện về trang một sinh viên Việt Nam đã quyết định du học tại Mỹ. Trang, một cô gái trẻ từ Hà Nội, đã luôn mơ ước được học tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Cô đã làm việc chăm chỉ, đạt điểm số cao trong kỳ thi sát và TOEFL, và cuối cùng đã được nhận vào Đại học Stanford một trong những trường hàng đầu thế giới. Khi Trang đặt chân đến Mỹ, cô cảm thấy hồi hộp và hào hứng. Tuy nhiên, cô cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Ngôn ngữ là một trong những rào cản lớn nhất mặc dù trang đã học tiếng anh từ nhỏ nhưng việc sử dụng ngôn ngữ này trong cuộc sống hàng ngày và trong môi trường học thuật là một điều hoàn toàn khác cô phải dành nhiều thời gian để thích nghi với giọng địa phương và từ vựng chuyên ngành văn hóa mỹ cũng khác biệt so với việt nam trang phải học cách thích nghi với lối sống tự lập cách giao tiếp mở và trực tiếp và cách giáo dục tập trung vào tư duy phê phán cô cũng phải học cách nấu ăn cho mình vì không thể luôn dựa vào các nhà hàng việt nam gần khu vực tuy nhiên trang không bao giờ từ bỏ cô tham gia các câu lạc bộ sinh viên quốc tế nơi cô có thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người khác đang trải qua những thách thức tương tự cô cũng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giáo viên và bạn bè để cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình cuối cùng sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ trang đã bắt đầu cảm thấy tự tin hơn cô đã thích nghi với cuộc sống ở mỹ cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình và thậm chí còn dẫn đầu một dự án nghiên cứu tại trường. Cô đã chứng minh rằng, mặc dù du học có thể là một thách thức, nhưng với sự kiên trì và sự hỗ trợ, bất kỳ ai cũng có thể thành công. Câu chuyện của Trang là một ví dụ về sự kiên trì, lòng can đảm và khát khao học hỏi. Đó là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta, cho dù chúng ta đang ở đâu trên hành trình giáo dục của mình. Việt Nam Indonesia và Malaysia đang chứng tỏ rằng họ đang đầu tư mạnh mẽ vào tương lai của giáo dục nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải tiếp chàng ơi em bay cao bay xa trên bầu trời của ước mơ và hy vọng chàng ơi em vượt qua không ngừng nghỉ với tình yêu và niềm tin trong trái tim em em đến từ hà nội thành phố yên bình với ước mơ lớn lao và trái tim đầy khát khao em đã làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ và cuối cùng Stanford đã mở cánh cửa cho em. Chàng ơi, em bay cao, bay xa, trên bầu trời của ước mơ và hy vọng. Chàng ơi, em vượt qua, không ngừng nghỉ, với tình yêu và niềm tin trong trái tim em. Em đã đối mặt với thách thức, nhưng không bao giờ từ bỏ. Với sự kiên trì và lòng can đảm, em đã vượt qua. Em đã học cách thích nghi, với ngôn ngữ và văn hóa mới. Và cuối cùng, em đã thành công, với niềm tự hào trong mắt chàng ơi em bay cao bay xa trên bầu trời của ước mơ và hy vọng chàng ơi em vượt qua không ngừng nghỉ với tình yêu và niềm tin trong trái tim em và giờ đây em đứng đây trên đỉnh cao của thành công với trái tim đầy ước mơ và tinh thần không bao giờ từ bỏ em đã chứng minh rằng dù khó khăn thế nào chúng ta cũng có thể vượt qua nếu chúng ta tin vào bản thân chàng ơi em bay cao bay xa trên bầu trời của ước mơ và hy vọng. Chàng ơi, em vượt qua, không ngừng nghỉ, với tình yêu và niềm tin trong trái tim em. Và giờ đây, khi nhìn lại, chúng ta thấy, rằng mỗi thách thức, mỗi khó khăn, chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ thành công, giống như Trang. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like. Share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của chúng tôi. Hãy để lại bình luận của bạn về chủ đề này và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Nhớ nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ chúng tôi nhé.